Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 5 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây, mời các bạn đi cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, mở cửa phiên đầu tuần theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch ở quanh mức 1.835 đô la Mỹ một ounce, tăng 4 đô la Mỹ so với chốt phiên cuối tuần trước. Kim loại quý vừa trải qua một tuần thành công với mức tăng chung gần 3,6% và là tuần tăng mạnh nhất trong vòng hơn 5 tháng qua. Sau khi tăng mạnh và vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 1.800 đô la Mỹ, giá vàng đang hướng đến ngưỡng kháng cự tiếp theo là 1.850 đô la Mỹ. Một số chuyên gia kỹ thuật đã không loại trừ khả năng giá vàng có thể tiến đến mốc 1.900 đô la Mỹ một ounce trong tuần này. Thị trường vàng chủ yếu bị ảnh hưởng bởi lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ và biến động của đồng đô la. Ngoài ra, theo nhà quản lý danh mục đầu tư tại Goldman Forex cho rằng, báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn đáng kể so với ước tính gần đây cũng đã khiến cho giá vàng tăng đột biến. Các số liệu này hỗ trợ cho khẳng định của Fed rằng sẽ tiếp tục giữ lãi suất thấp trong thời điểm hiện tại, giúp kim loại quý tương đối hấp dẫn hơn so với trái phiếu. Tâm lý tích cực trên thị trường kim loại quý đã thay đổi đáng kể khi giá kim loại quý chính thức vượt qua ngưỡng cản tâm lý 1.800 đô la Mỹ lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2021. Hầu hết báo cáo kinh tế vĩ mô tập trung trong tuần này, với dữ liệu CPI được dự báo công bố vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 5, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ và chỉ số giá sản xuất PPI dự kiến sẽ phát hành vào hôm thứ Năm ngày 13 tháng 5, cũng như là doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp của Mỹ vào hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 5. Thị trường sẽ giám sát chặt chẽ dữ liệu lạm phát vào hôm thứ Tư để xem áp lực giá sẽ phát triển như thế nào. Lạm phát giá tiêu dùng có khả năng sẽ tăng lên mức gần 4% do giá cả trong nền kinh tế mở cửa sôi động trở lại, hoàn toàn trái ngược với mức từ 12 tháng trước, khi nền kinh tế bế tắc và các công ty đang giảm giá để tạo ra dòng tiền. Việc giá tăng vọt đã giữ cho cuộc tranh luận lạm phát vẫn tiếp tục, vì Fed sẽ duy trì lập trường của mình rằng bất kỳ mức lạm phát nào của nền kinh tế Mỹ ghi nhận trong năm nay sẽ chỉ là tạm thời. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng ngay khi mở cửa phiên đầu tuần đã tiếp tục nối dài đà tăng của tuần trước tại các hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Mức tăng mạnh nhất vẫn là vàng nữ trang, vàng nhẫn bốn số 9. Cụ thể, vào rạng sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua và chiều bán ở mức 55.900.000 đồng một lượng và 56.300.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 55.900.000 đồng một lượng ở chiều mua, còn ở chiều bán là 56.300.000 đồng một lượng. Tập đoàn Phú Quý SJC cũng niêm yết giá vàng ở mức 55.920.000 đồng một lượng ở chiều mua, còn ở chiều bán là 56.270.000 đồng một lượng. Hiện tại, giá trần giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC ở mức 55.900.000 đồng một lượng và 56.320.000 đồng một lượng. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng trong nước, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, đây là giá vàng thế giới vào rạng sáng nay, ngày 11 tháng 5. Chỉ số đô la Mỹ giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.900.000 đồng một lượng, bán ra 56.300.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55.900.000 đồng một lượng, bán ra 56.320.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 400.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.900.000 đồng một lượng, bán ra 56.300.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55.900.000 đồng một lượng, bán ra 56.350.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 400 cho đến 450.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.900.000 đồng một lượng, bán ra 56.300.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội
mua vào 55 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 400 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Mỹ Hồng SJC mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Vàng Phú Quý SJC mua vào 55 triệu 920 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 270 nghìn đồng một lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 400 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG SJC mua vào 55 triệu 850 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG một lượng mua vào 52 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 53 triệu 650 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 56 triệu 050 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 55 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng TV Bank Gold mua vào 55 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 55 triệu 850 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 270 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 55 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 320 nghìn đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 55 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 320 nghìn đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 55 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 320 nghìn đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 55 triệu 880 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 320 nghìn đồng một lượng. Tại Huế mua vào 55 triệu 870 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 330 nghìn đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 55 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại miền Tây mua vào 55 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại miền Tây mua vào 55 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 55 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 55 triệu 880 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 320 nghìn đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 55 triệu 920 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Giá vàng bốc số 9, vàng nữ trang SJC. Nhận bốc số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 52 triệu 350 nghìn đồng một lượng, bán ra 52 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang bốc số 9, mua vào 51 triệu 950 nghìn đồng một lượng, bán ra 52 triệu 650 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 51 triệu 129 nghìn đồng một lượng, bán ra 51 triệu 129 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 37 triệu 641 nghìn đồng một lượng, bán ra 39 triệu 641 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28 triệu 848 nghìn đồng một lượng, bán ra 30 triệu 848 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20 triệu 107 nghìn đồng một lượng, bán ra 22 triệu 107 nghìn đồng một lượng. Phần cuối bản tin, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.910 đồng, giảm 10 đồng, bán ra 23.150 đồng, giảm 10 đồng. Riêng tại thị trường tự do, đồng đô la Mỹ mua vào 23.400 đồng, bán ra 23.450 đồng.
Đồng đô la Úc mua vào 17.656 đồng, tăng 159 đồng, bán ra 18.393 đồng, tăng 165 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 18.553 đồng, tăng 50 đồng, bán ra 19.328 đồng, tăng 52 đồng. Đồng yên Nhật mua vào 206 đồng, tăng 1 đồng, bán ra 217 đồng, tăng 1 đồng. Đồng euro mua vào 27.202 đồng, tăng 214 đồng, bán ra 28.624 đồng, tăng 225 đồng. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào 24.958 đồng, tăng 174 đồng, bán ra 26.001 đồng, tăng 181 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 31.547 đồng, tăng 306 đồng, bán ra 32.864 đồng, tăng 318 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.513 đồng, tăng 14 đồng, bán ra 3.661 đồng, tăng 15 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.974 đồng, tăng 109 đồng, bán ra 17.683 đồng, tăng 113 đồng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021. Đến đây, bản tin buổi sáng trên kênh của Huy Phát cũng xin được khép lại. Huy Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn ngày mới sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.